Em Út thân chào cả nhà. Hôm nay em Út giao lưu rất vui cùng anh chị em mình một cặp ếch màu xanh ngọc bích nha cả nhà nha. Này để em quay cho anh chị em xem cái cặp ếch này rõ hơn nha. Cái cặp ếch này có một cái dáng nằm rất là thư thả nha. Một tay để bụng và một tay gác lên trán nha, lên đầu nha cả nhà. Đó, tay bên đây gác lên đầu nè. Tay này để bụng nè. Anh chị em mình xem mắt đó. Rất là sáng nha. Cặp ếch này rất là thư thả nha cả nhà. Cặp này có chiều dài á là 21 cm, còn chiều ngang là 16 cm nha cả nhà. Những con ếch này thì rất thích hợp cho anh chị em mình nhà có vườn á, mình sẽ để vào rất là dễ thương nha cả nhà. Cặp ếch này rất là thư thái nha, nằm gác tay là lên đầu nè, cái tay gác lên đầu rồi tay gác lên tra lên bụng nha. Em Út sẽ giao lưu một cặp như vậy là hai con nhá yêu thương cho anh chị em mình luôn nha. Màu xanh ngọc bích cả nhà. Cặp ếch màu xanh ngọc bích nha. Anh chị em nào mà ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha. Em Út sẽ có giá yêu thương cho anh chị em mình cặp ếch này nha. Cặp mắt. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em cả nha. 539. Em Út sẽ giao lưu giá một cặp nha. Giá rất là cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình sở hữu ngay cái cặp ếch màu xanh ngọc bích này nha.